Chợ Bến Tre kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đứng ngay ngã tư chợ Định, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Ngã tư này cách trường trung học phổ thông chuyên Bến Tre khoảng 1 km, cách trung tâm thành phố Bến Tre khoảng 2 km, cách ngã tư Tùng Đậu khoảng 4 km, cách dòng xe Hữu Định mới khoảng 3 km. Từ ngã tư này chúng ta chạy thẳng về hướng xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành khoảng 200 m. Tới ngã tư đầu tiên, chúng ta rẽ phải đi về hướng bất động sản mà hôm nay chợ Bến Tre giới thiệu đến quý vị và các bạn. Chúng ta thấy tuyến đường này rất quen thuộc phải không ạ? Vâng, tuyến đường này lần trước chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn về khu phân lô đất nền gồm có 120 lô nền và bất động sản này là một căn nhà mới xây trên khu phân lô này. Như video trước chúng tôi đã review cho quý vị và các bạn xem, trên tuyến đường này chúng ta có trường mẫu giáo, trường tiểu học, nhà cửa một san sát, gần chợ, gần bệnh viện, vân vân, đầy đủ tiện ích, rất thích hợp cho quý vị và các bạn xác định là một nơi ở để an cư lập nghiệp. Bất động sản này là ngôi nhà và sang có tổng diện tích là 148 m², có 50 m² thổ cư. Căn nhà này được thiết kế theo kiểu con chim bồ câu cắt cánh bay, kiểu nhà hiện đại hợp phong cách thời đại. Căn nhà gồm một phòng khách, 2 phòng ngủ, một không gian bếp, một nhà vệ sinh, có sân rộng rãi đậu xe ô tô. Phần sân nhà được lót gạch bông rất đẹp, có thiết kế bồn hoa trồng cây tiểu cảnh, 2 cột trước nhà ốp đá tranh ni. Tất cả các phần góc nhà ngoài được ốp đá tự nhiên, được kết hợp hài hòa các loại sơn, nhìn căn nhà rất sang trọng như một biệt thự mini thu nhỏ. Căn nhà được xây hàng rào bao bọc xung quanh. Bên trong nhà, nền nhà được lót gạch kiểu đá hoa cương, tường được ốp gạch cao 1.6 m. Phòng ngủ có cửa sổ thoáng mát. Phần trần nhà được đóng la phong kiểu rất đẹp và giá bán của căn nhà là 680 triệu đồng. Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến căn nhà này, muốn có chỗ ở định cư để lập nghiệp, hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi dắt quý vị và các bạn đi xem căn nhà này, hoặc quý vị và các bạn comment để lại số điện thoại để chúng tôi liên lạc lại quý vị và các bạn. Xin nhắc lại một lần nữa, tổng diện tích nhà và sân là 148 m², có 50 m thổ cư và giá bán là 680 triệu đồng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn thấy hay, hãy cho chúng tôi một like và hãy chia sẻ giúp chúng tôi. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để nhận các thông báo video mới nhất của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi nhận quay video miễn phí bất động sản chính chủ tại Bến Tre. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn video gần nhất.